khi Hồ Quý Ly chiếm đoạt ngôi nhà Trần vào năm 1400, vì lúc bấy giờ nhà Hồ lên ngôi không được chính danh nên khó mà thu phục lòng dân. Lợi dụng thời cơ đó, nước Đại Minh đã trên danh nghĩa phù Trần diệt Hồ nhằm chiếm đoạt nước ta, sau đó nhanh chóng tiêu diệt được nhà Hồ, đổi quốc hiệu Đại Ngu thành quận Giao Chỉ, sát nhập vào lãnh thổ nước Đại Minh. Biết được ý đồ của giặc, nhiều công cuộc khởi nghĩa đã nổ ra, đặc biệt nhất là cuộc khởi nghĩa của tôn thất nhà Trần, lịch sử gọi là nhà Hậu Trần, lần lượt là Giản Định Đế, tiếp đến là Trùng Quang Đế. Tuy nhiên, công cuộc khôi phục lại nhà Trần thất bại. Đến năm 1427, khởi nghĩa Lam Sơn của Lê Lợi giành được chiến thắng, mở ra cơ hội quật khởi suốt 20 năm bị trà đạp và áp bức, trả lại cho non sông gấm vóc này một cái tên Đại Việt. Các bạn nào muốn theo dõi lại cuộc khởi nghĩa Lam Sơn diễn biến thế nào, các bạn vào kênh mình xem lại nhé. Mình đã tổng hợp lại một video rất chi tiết. Sau khi giành lại Giang Sơn, năm 1428, vua Bù Nhìn là Trần Cảo đã mất, do đó Lê Lợi đã danh chính ngôn thuận lên làm vua. Lúc này, vua nước Minh là Minh Tuyên Tông cũng thừa nhận Lê Lợi làm An Nam quốc vương. Cũng trong năm 1428, Lê Lợi từ Điện Tranh ở Bồ Đề vào thành Đông Quan Đại Xá Thiên Hạ, đổi niên hiệu là Thuận Thiên. Thành Đông Quan được thay đổi thành thành Đông Kinh làm thủ đô, hiệu là Lam Sơn Động Chủ, sử gọi là Lê Thái Tổ, dựng lên Hoàng Triều nhà Lê, sử Việt Nam hiện đại gọi là nhà Hậu Lê. Nhà Hậu Lê bao gồm hai giai đoạn, một, nhà Lê Sơ, năm 1428 đến 1527, hai, nhà Lê Trung Hưng, năm 1533 đến 1789. Vua Lê Thái Tổ sau khi lên ngôi, chia nước làm năm đạo, đó là Đông, Tây, Nam, Bắc và Hải Tây. Trong đó, Hải Tây đạo gồm cả Thanh Hóa, Nghệ An, Tân Bình và Thuận Hóa. Ông cũng củng cố lại quân đội, mỗi đạo đặt một vệ quân, mỗi vệ đặt chức tổng quản, lại có chức hành khiển nhằm để giữ sổ sách về việc quân dân. Ông còn quan tâm đến giáo dục, cho mở lại quốc tử giám, để con cháu các quan viên và những người thường dân có khả năng vào học tập. Về luật pháp, Thái Tổ cho đặt ra bộ luật mới theo như hình luật của nhà Đường, đặt ngũ hình là suy, trượng, đồ, lưu và tử, đặt lệ bát nghị là nghị thân, nghị cố, nghị hiền. Về tiền tệ, ông cho đúc lại tiền đồng mới, gọi là tiền Thuận Thiên. Lúc trước, khi Đại Minh xâm chiếm được Đại Việt, đã cho thu hồi hoặc đốt phá toàn bộ các sách vở về nho học và Phật học của người Việt, rồi lại phát các sách tứ thư và ngũ kinh thể chú để dùng ở các trường công. Khi Lê Lợi giành được tự chủ cho Đại Việt, chế độ và thư tịch đời Lý và Trần đều mất tích nên đành bắt chước theo chế độ của nhà Minh. Thời kỳ của Lý Trần là thời kỳ Tam giáo, Phật giáo, Nho giáo và Lão giáo cùng song hành tồn tại. Nhưng đến thời nhà Lê, Nho học hoàn toàn độc tôn. Để tỏ sự tôn sùng Nho học, năm 1435, Lê Thái Tông sai Thiếu Bảo Lê Quốc Hưng chọn ngày làm lễ cúng Khổng Tử ở Văn Miếu. Về vũ khí, nghĩa quân Lam Sơn đã học được cách chế tạo súng và thu được nhiều súng của quân Minh. Đó là một phần nguyên nhân quân ta giành được chiến thắng. Số súng nghĩa quân Lam Sơn thu được sau chiến tranh làm triều đình nhà Minh lo ngại. Họ liên tục hối thúc Lê Lợi phải trả lại, nhưng Lê Lợi đã không làm theo. Rốt cuộc nhà Minh cũng buộc phải chấp nhận. Ông định lại luật dụng đất nông nghiệp, mà sự thay đổi ấy được thể hiện qua hai câu sau. Đời vua Thái Tổ Thái Tông, thóc lúa đầy đồng, trâu chẳng buồn ăn. Đây được xem là thời kỳ ấm no và thịnh trị của vương triều và nhân dân. Ngày 7 tháng 1 năm 1429, Lê Thái Tổ lập con trưởng là Lê Tư Tề làm quốc vương, giúp trông coi việc nước. Con thứ là Nguyên Long lên làm hoàng tử, nhưng Lê Tư Tề lại mắc chứng điên cuồng, giết bừa các tỳ thiếp, việc đó không hợp ý vua Lê Thái Tổ. Tháng 8 âm lịch năm đó, con trưởng Lê Tư Tề bị phế giáng làm quận vương, con thứ là Nguyên Long kế thừa làm thái tử, đô đốc Phạm Vấn, đại tư Đồ Lê Sát và tư khấu Lê Ngân, được vua trao trọng trách phụ chính giúp Nguyên Long làm quen với triều chính khi ông còn nhỏ tuổi. Khoảng năm 1430 đến năm 1431, có người tố cáo công thần Phạm Văn Xảo ngầm mưu phản. Lê Thái Tổ sai người bắt giết ông và tịch thu gia sản. Các nhà sử học đời sau cho rằng Phạm Văn Xảo là công thần bị chết oan, sau này ông mới được đại xá khai ân. Nói chung, Lê Thái Tổ lên ngôi chưa lâu nhưng đã ra tay sát hại nhiều tướng và nhiều công thần quan trọng. Ngoài Phạm Văn Xảo ra, còn có Trần Nguyên Hán và những đại tướng có công trong việc thành lập nhà Lê. Năm 1432, tù trưởng Đèo Cát Hãn nổi dậy, Thái Tổ sai quốc vương Lê Tư Tề đi trấn áp. Tư Tề vốn là người dũng mãnh, thiện chiến, ngay từ khi còn khởi binh Lam Sơn, đã không ít lần lập được công lao, phong làm quốc vương. Nay khi cầm binh dẹp loạn, nhanh chóng bắt tên họ Đèo phải ra đầu hàng. Tuy nhiên sau này ông bị Thái Tổ giáng làm quận vương,
Song song đó, ông còn truy phong cho hàng loạt tướng lĩnh đã giàu sinh ra tử với mình như tướng Lê Lai vừa chết, Lê Lợi ngầm sai người tìm di hài đem về Lam Sơn mai táng, năm Thuận Thiên thứ nhất, 1428, phong cho Lê Lai là công thần hạng nhất, hàm thiếu úy, về sau phong làm Bình Chương quốc quân trọng sự. Lý Triện được truy tặng chức nhập nội tư mã, còn tướng Đinh Lễ, khi ông hy sinh, Lê Lợi cho em ông là Đinh Liệt làm nhập nội thiếu úy, tước là Á Hầu. Tình hình ngoại giao giữa các nước tuy có chuyển biến phức tạp nhưng vẫn yên ổn. Năm 1433, Thái Tổ qua đời, hưởng dương 49 tuổi, trị vì được 5 năm. Ông được truy thụy hiệu là Cao Hoàng đế, Thái tử Nguyên Long lên ngôi kế vị, tức vua Lê Thái Tông. Triều đại của Lê Thái Tông đánh dấu một thời kỳ thịnh trị trong lịch sử Việt Nam, tiếp nối thành tựu của thời đại Lê Thái Tổ. Lê Thái Tông lên ngôi lúc mới 11 tuổi, nhưng là vị vua thông minh, lại được sự giúp đỡ của các đại thần như võ tướng Lê Sát, Đinh Liệt và Lê Ngân, cùng các văn thần chịu khó can gián như Phan Thiên Tước và Bùi Cầm Hổ. Tuy nhiên, đại tư đồ Lê Sát là người nắm quyền phụ chính cao nhất. Ông xuất thân là võ tướng, là người Lam Sơn. Tính tình nóng nảy, nhiều việc xử lý đã quá khắt khe, làm bừa và không cân nhắc. Do đó, quan đồng chi Bắc Đạo là Bùi Ư Đài xin chọn những bậc kỳ lão vào cung giúp can gián ấu đế và đặt chức sư phó để chỉ huy trăm quan. Lê Sát thấy ý định đó đụng chạm đến quyền hạn đang nắm trong tay mình, nên sai bắt Bùi Ư Đài tống giam, kết tội ly gián vua tôi. Dù Thái Tông không đồng tình, nhưng Lê Sát vẫn tâu đi tâu lại 4 lần, ép Thái Tông phải khép tội Bùi Ư Đài. Thái Tông bất đắc dĩ phải lưu đày Bùi Ư Đài, nhưng từ đó càng ngày càng ghét Lê Sát. Năm 1437, Thái Tông đã trưởng thành và tự biết xử lý công việc của mình. Tháng 6 năm đó, vua bàn với các cận thần, muốn triệu Trịnh Khả, là người từng bị Lê Sát đuổi ra làm quan ở ngoài về kinh thành, giữ chức đồng tổng quản, cầm cấm binh để kiềm chế bớt quyền hành của Lê Sát. Lê Sát vẫn chưa biết vua Thái Tông đối phó với mình lại vào triều Tâu. Trịnh Khả nếu được vào hầu trong cung cấm, thì sợ sẽ làm hại thần. Thái Tông im lặng bỏ đi vào trong. Mấy hôm sau, các cận thần của vua đã làm sớ tâu Lê Sát chuyên quyền, tội không thể dung tha được. Đến tháng 7 năm 1437, Thái Tông ra chiếu chỉ kết tội Lê Sát và những người cùng cánh, định xử chém đầu dao ở chợ. Tuy nhiên, do ông là công thần, nên vua ban cho thuốc độc để tự sát. Về sau, ông mới được đại xá, truy tặng chức Thái Bảo Cảnh Quốc Công. Sau khi dẹp được quyền thần, ông chuyên tâm vào chính sự và ổn định xã hội, nghiêm trị tham ô, hoàn thiện những nghi thức lễ nhạc của triều đình, tăng cường chỉnh đốn quân đội, chấn hưng giáo dục, đặt lệ 3 năm mở một khoa thi lớn trên toàn quốc để tìm ra nho sĩ có tài có thể giúp vua cai quản dân sự. Về đối ngoại, nhà vua giữ quan hệ hòa hiếu với đế quốc nhà Minh. Tuy nhiên, thời gian cuối triều của Lê Thái Tông đã xảy ra một số vụ xung đột lấn chiếm giữa các thổ quan vùng biên ải của hai nước. Ở phía Tây, một số thổ tù miền biên viễn do có Ai Lao chống lưng đã nổi dậy chống hoàng gia. Bấy giờ, bọn tù trưởng Man Di họ Cầm đã quấy nhiễu biên giới. Nước Ai Lao nghe theo cũng cử 3 vạn quân đi theo chúng cướp phá. Năm 1439, Thái Tông đích thân dẫn quân đi đánh các châu của Phục Lễ, nhanh chóng đánh dẹp được quân địch, quân ta thắng lợi rực rỡ. Năm 1441, phản tặc tên là Thượng Nghiễm đã làm loạn ở châu Thuận Mỗi. Thượng Nghiễm trước đây cậy vào Ai Lao nhiều lần làm loạn. Thái Tông đã từng cất binh đi đánh, nhưng do dâng phương vật nên tha về. Đến nay, Thái Tông đem quân đến bắt sống được một viên tướng Ai Lao và vợ con, lại bắt được các con trai của Thượng Nghiễm. Thấy vậy, Thượng Nghiễm bèn ra hàng vô điều kiện. Thái Tông đã dâng chiếu báo thắng trận ở Thái Miếu. Về cánh phía Nam, Chiêm Thành từng lăm le xâm lấn Đại Việt khi vua Thái Tông mới lên ngôi, nhưng sau đó bỏ ý đồ giữ lễ phiên thần và cống nạp hàng năm với Đại Việt. Tháng 8 năm 1442, Thái Tông đi thăm trại vải thuộc khu dinh thự của hành khiển Nguyễn Trãi thì bỗng nhiên băng hà. Khi đó, hoàng đế chỉ tròn 20 tuổi. Việc này dẫn đến vụ án Lệ Chi Viên nổi tiếng trong lịch sử. Triều đình đã kết tội hành khiển Nguyễn Trãi và thị thiếp là Nguyễn Thị Lộ. Vì khi Thái Tông băng hà, Nguyễn Thị Lộ đã luôn hầu bên cạnh vua. Bấy giờ ai cũng cho rằng Thị Lộ giết hoàng đế. Thẩm án đưa ra là tru di tam tộc, tức phải giết đến 3 họ của hành khiển Nguyễn Trãi. Đây có thể nói là mất mát đáng tiếc nhất trong một vương triều lịch sử. Tháng 8 năm 1442, Thái tử là Lê Bang Cơ lên kế vị, tức vua Lê Nhân Tông. Lúc này ông lên ngôi khi còn nhỏ tuổi. Mẹ là Nguyễn Thần Phi được tôn làm Hoàng Thái Hậu, buông rèm nhiếp chính. Tướng Nguyễn Xí, Lê Thụ và Trịnh Khả làm phụ chính. Nói chung, khi Thái Hậu Thủy Liên thính chính coi việc nước, dựa vào phép trị vì từ các vua đời trước, kinh tế và văn hóa tiếp tục được đi lên.
Bấy giờ, chúa của Chiêm Thành là Bí Cai hai lần mang quân vây Hóa Châu. Tuy triều đình đã mấy lần phát binh, nhưng quân Chiêm vẫn chưa tắt trạng thái gây hấn. Vào năm 1446, Thái hậu sai Trịnh Khả, Lê Thụ và Lê Khắc Phục đụng trận với địch. Với sự chỉ huy của các tướng giỏi, đại ca Bí Cai đã ra hàng. Với chiến thắng huy hoàng này, quân Đại Việt tóm gọn được các cung phi của Bí Cai đem về kinh thành Đông Kinh. Vào năm 1448, quốc gia Bồn Man chịu nội thuộc vào Đại Việt. Thái hậu quyết định sáp nhập Bồn Man, có tên gọi là Trấn Ninh, trở thành châu quy hợp của nhà nước Đại Việt. Tháng 11 năm 1453, Lê Nhân Tông lúc này được 12 tuổi, có thể tự mình coi chính sự. Thái hậu trả lại quyền hành cho ông, rồi lui về ở cung riêng. Khi tự mình ra coi chính sự, Nhân Tông xuống lệnh đại xá và đổi niên hiệu là Diên Ninh. Ông là người độ lượng, có chủ trương không quá hà khắc về hình luật, trọng giáo dục và văn học, chế độ hiến chương triều đình, là người hiền minh sáng suốt, tuổi còn nhỏ, nhưng là vị minh quân khó ai bì. Tuy hiền đức là vậy, nhưng ông lại có kết cục bi thảm khi bị chính người anh lớn là Lạng Sơn Vương Lê Nghi Dân giết chết. Lê Nghi Dân, tước phong bấy giờ là Lạng Sơn Vương, là con trai trưởng của Lê Thái Tông, mẹ là Dương Chiêu Nghi. Dương Thị vốn là sủng phi của Thái Tông, nhưng về sau hành xử lỗ mãng mà bị phế làm thứ nhân. Nghi Dân trước đây do mẹ được sủng ái, nên được lập làm Hoàng Thái Tử. Sau đó mẹ mình bị thất sủng nên cũng bị phế, bị biếm đến vùng Lạng Sơn. Nhân Tông vốn nhân từ, đối đãi với anh em rất hậu hĩnh, nên đối với Nghi Dân hoàn toàn không phòng bị gì. Do vậy nên ông ngấm ngầm mưu phản. Ngày 3 tháng 10 năm 1459, vào một đêm không ánh mặt trời, Lê Nghi Dân cùng các quân lính của mình bắc thang chia làm ba đường tiến vào cung cấm giết chết Lê Nhân Tông ở Tầm Điện. Nguyễn Thái Hậu cũng bị đem ra xử chết vào ngày hôm sau. Lạng Sơn Vương Lê Nghi Dân lên ngôi vào tháng 10 năm 1459, đặt niên hiệu là Thiên Hưng. Tuy giết hại vua Nhân Tông, nhưng Thiên Hưng đế lại tha cho những người em khác. Ông cải phong Lê Khắc Xương từ Tân Bình Vương thành Cung Vương, Lê Tư Thành từ Bình Nguyên Vương thành Gia Vương. Lê Nghi Dân cướp ngôi mới được 8 tháng, do tin dùng bọn gian nịnh, giết hại bề tôi cũ, pháp chế của tổ tông đổi thay hết thảy, làm cho người oán trời giận. Do đó, vào tháng 6 năm 1460, các đại thần như Nguyễn Xí, Đinh Liệt và Lê Lăng cùng với rất nhiều những tướng đã bàn nhau binh biến nhằm lật đổ vua. Nguyễn Xí phát động dẫn quân vào giết hơn 100 phe cánh bề tôi của Thiên Hưng. Đồng thời, Thiên Hưng đế bị bắt, phế truất làm Lễ Đức Hầu, ban tặng cho ông một miếng vải lụa, sau đó ép thắt cổ chết khi mới 22 tuổi. Bấy giờ, các đại thần Nguyễn Xí, Đinh Liệt, Nguyễn Đức Trung đều nhất trí đưa Gia Vương Lê Tư Thành lên ngôi. Tháng 6 năm 1460, Gia Vương Lê Tư Thành lên ngôi, sử gọi là Lê Thánh Tông, lấy niên hiệu là Quang Thuận, năm đó mới 18 tuổi. Ông chỉ định Nguyễn Xí và Đinh Liệt vào các chức quan cao nhất của triều đình, nắm giữ binh quyền. Từ đây, Đại Việt lại bước vào thời kỳ thịnh vượng. Lê Thánh Tông có thể nói là vị hoàng đế tài giỏi nhất trong triều đại nhà Lê Sơ. Khi lên nắm quyền, ông chủ trương làm việc siêng năng, làm gương cho các quan lại. Ông cho sửa sang bộ máy chính quyền, chia làm lục bộ một cách đầy đủ. Về cơ cấu chính quyền các cấp, ông đã tiến hành xóa bỏ hệ thống tổ chức hành chính cũ thời Lê Thái Tổ, sửa đổi luật thuế khóa điền địa và khuyến khích nông nghiệp, đồng thời mở đồn điền chia đều ruộng đất cho mọi người. Thánh Tông tiếp tục đẩy cao nho giáo, sửa sang nhiều chế độ đãi ngộ cho hiền tài. Vua cho Ngô Sĩ Liên soạn bộ Đại Việt sử ký toàn thư, góp phần lớn lao trong việc chép sử và rất nhiều các bản ký bút khác. Về luật pháp, ông cải cách luật cũ, cho biên soạn thành bộ quốc triều hình luật. Với sự phát triển vượt bậc ấy, trong lịch sử gọi là Hồng Đức Thịnh Thế. Lê Thánh Tông còn là một nhà thơ và nhà văn lớn, ước tính có hàng ngàn sáng tác bằng chữ Hán và chữ Nôm. Bên cạnh đó, Thánh Tông còn chủ trương mở rộng lãnh thổ nước Đại Việt. Ông là vị hoàng đế mở mang bờ cõi nổi tiếng bậc nhất trong lịch sử Việt Nam khi Tây Tiến đánh qua các tiểu quốc và cường quốc phía Tây. Bên cạnh đó, sau sự kiện năm 1471, Chiêm Thành vốn là đại kình địch của Đại Việt ta, từ một cường quốc trở nên suy yếu trầm trọng, kinh đô Đồ Bàn bị phá hủy. Sau khi chúa của Chiêm Thành là Trà Toàn bị bắt, em là Trà Toại đã trốn vào núi, sai người sang cầu cứu nhà Minh và xin được phong vương. Nhận được tin báo, vua Thánh Tông sai kỳ quật công Lê Niệm đem 3 vạn quân vào đánh. Sau khi giao chiến, Trà Toại nhanh chóng bị bắt giải về kinh. Về sau, vua Minh Hiến Tông sai sứ sang bảo Lê Thánh Tông phải trả đất cho Chiêm Thành, nhưng ông nhất quyết không chịu. Sau chiến thắng đó, Thánh Tông thực hiện những chính sách mới, bình định và sáp nhập lãnh thổ miền Bắc Chiêm Thành, từ đèo Hải Vân tới Bắc Phú Yên ngày nay vào lãnh thổ của Đại Việt. Nhìn chung, thời bấy giờ,
Đại Việt ta thực lực rất hùng mạnh, nên Đại Minh dù có dòm ngó cũng không dám làm gì. Đến tháng 1 năm 1497, Lê Thánh Tông qua đời, hưởng dương 55 tuổi, cai trị được 37 năm. Con trưởng là Lê Chanh lên ngôi kế vị, tức vua Lê Hiến Tông. Vua Lê Hiến Tông cũng là bậc minh quân như phụ hoàng của mình, tiếp tục đường lối chủ trương ổn định và phát triển, mến chuộng văn học, tiết kiệm tiêu dùng, luôn gần gũi với bề tôi. Ông cũng chăm lo nông nghiệp và thủy lợi, cải thiện đời sống nhân dân và củng cố sức mạnh quân đội. Các sử gia đều nhìn nhận vua Hiến Tông là vị hoàng đế giỏi. Tuy nhiên, ông chỉ cai trị được 7 năm thì qua đời vào tháng 5 năm 1504, hưởng dương 44 tuổi. Con trai của ông là Thái tử Lê Thuần lên ngôi kế vị, tức vua Lê Túc Tông. Lê Túc Tông được nhận xét là thông minh hơn người, từ nhỏ được Hiến Tông yêu quý và chọn làm thái tử dù không phải là con trưởng. Tuy nhiên, chưa được một năm thì Túc Tông yểu mệnh nên qua đời vào tháng 12 năm 1504, nối ngôi chỉ vừa được 6 tháng, hưởng dương 17 tuổi. Vua Hiến Tông có 3 người con trưởng là An Vương Lê Tuân, con thứ hai là Lê Tuấn và con thứ ba chính là Lê Thuân, tức vua Lê Túc Tông. Vì vậy, trước khi qua đời, Túc Tông nhận thấy trong số hoàng thất, anh trai mình là Lê Tuấn có khả năng nhất nên đã chỉ định làm người kế vị. Huy gia Thái Hoàng Thái Hậu là Nguyễn Thị, mẹ của Hiến Tông lại phản đối. Bà cho rằng Lê Tuấn là con của hạng tỳ thiếp hèn mọn, nhân cách không cao quý, không thể kế thừa ngôi chính thống. Bà chọn một tôn thất trong họ là Lã Côi Vương làm người kế vị. Tuy nhiên, mẹ nuôi của Lê Tuấn là Nguyễn Kính Phi và đại thần Nguyễn Nhữ Vi đã mưu kế trong cung, lừa Thái Hậu ra khỏi thành để đi đón Lã Côi Vương. Còn bọn họ trong cung mau chóng truyền chỉ lập Lê Tuấn lên kế vị. Tháng 12 năm 1505, Lê Tuấn lên ngôi, đặt niên hiệu là Đoan Khánh, tức vua Lê Uy Mục. Cũng chính từ đây, nước Đại Việt bắt đầu suy yếu do sự sa đọa và tàn ác của vị hoàng đế này. Sau khi lên ngôi, Uy Mục cho người giết chết bà nội Thái Hoàng Thái Hậu Nguyễn Thị Hằng vì ông ta căm giận Thái Hậu sỉ nhục mẹ của mình và việc bà không chịu lập ông lên ngôi. Cũng trong năm ấy, Lê Uy Mục sai cách chức Lễ Bộ Thượng Thư Đàm Văn Lễ và Nguyễn Quang Bật. Bấy giờ, hai người là những người không thừa nhận ngôi vị của mình. Từ khi lên ngôi, đêm nào cũng cùng với cung nhân uống rượu cho đến khi say thì ra lệnh giết đi rất tàn bạo. Phó sứ thần nhà Minh là Hứa Thiên Tích khi sang Đại Việt trông thấy Uy Mục liền làm thơ gọi Lê Uy Mục là quỷ vương. Sự tàn bạo của vua Lê Uy Mục đã gây nên một làn sóng bất bình trong hàng ngũ quan lại và tông thất. Quyền hành trong triều lại rơi vào tay họ ngoại của hoàng đế, chuyên cậy quyền thế, vùi dập các quan, giết hại người vô tội làm cho dân chúng oán hận. Các quan ngày trước không lập mình đều bị ông giết hết. Tuy nhiên, kinh vương Lê Kiện đã chạy thoát được. Duy chỉ có Giản Tu Công là Lê Oanh, chú ruột của hoàng đế, bị giam vào ngục, nhưng về sau may mắn cũng trốn thoát được. Tháng 11 năm 1509, Giản Tu Công Lê Oanh giả xưng anh ruột của mình là Cẩm Giang Vương Lê Sùng, dựng cờ ở Lang Kinh rồi đưa quân về Đông Kinh. Uy Mục biết được đã bắt giết Lê Sùng, sau đó, Giản Tu Công Lê Oanh tiến vào chiếm kinh thành, vua Uy Mục sợ hãi trốn vào phường Nhật Chiêu. Đến ngày 28, ông bị một vệ sĩ bắt được rồi đem nộp cho Giản Tu Công. Tháng 12 năm 1509, Lê Uy Mục bị bức ép phải uống thuốc độc tự tử, ở ngôi được 4 năm, hưởng dương 21 tuổi. Giản Tu Công uất hận Uy Mục đã giết hại gia đình mình, dù đã chết nhưng vẫn chưa nguôi giận. Sai người dùng súng lớn, để xác Uy Mục vào miệng súng rồi cho nổ tan nát hết hài cốt, chỉ lấy một ít cho tàn về chôn tại An Lăng. Tháng 12 năm 1509, Giản Tu Công chính thức lên ngôi, tức vua Lê Tương Dực. Trong những năm đầu cầm quyền, Lê Tương Dực cũng có vài đóng góp thể hiện sự cố gắng vực dậy một đất nước đã suy tàn, nhất là trong lĩnh vực khoa cử. Năm 1511, ông tổ chức kỳ thi hội, đến kỳ thi đình thì ông đích thân ra để văn hỏi về đạo trị quốc. Ông cho trùng tu quốc tử giám và dựng lại bia tiến sĩ để tỏ rõ sự khuyến khích hiền tài. Năm 1511, người làng Quang Bị huyện Bất Bạt là Trần Tuân, nổi loạn ở vùng Sơn Tây. Bấy giờ, nhân dân các phố xá ở kinh thành náo động đều đem vợ con về quê quán, đường phố không còn một ai đi lại. Lê Tương Dực sai Mỹ Huệ Hầu Trịnh Duy Sản chỉ huy quan quân đi đánh Trần Tuân. Bấy giờ, quân của Trần Tuân đã bức sát đến huyện Từ Liêm. Quan quân toàn bộ bại trận, lui về đóng ở các xứ Đông Ngạc, Nhật Chiêu. Về sau, Trịnh Duy Sản lập đại công, phá tan được cuộc nổi loạn, được phong tước là Nguyên Quận Công. Năm 1513, Hoàng đế Đại Minh là Minh Vũ Tông đã sai Phan Huy Tăng đi sứ, sắc phong Lê Tương Dực làm An Nam quốc vương. Đến khi trông thấy ông, Huy Tăng nói với người đồng hành là Nhược Thủy rằng: quốc vương của An Nam mặt thì đẹp mà người lại lệch, tính háo dâm là một vua lợn, loạn vong sẽ không lâu đâu, nên từ đấy đã có lời dị nghị gọi ông là chư vương.
lời nói của sứ thần Đại Minh như báo hiệu cho nghiệp trị nước của Lê Tương Dực sớm lụi tàn. Những năm về sau, ông chỉ lo xây cất cung điện và lâu đài, chơi bời xa xỉ và trị lạc. Tháng 5 năm 1514, nghe lời của hiệu úy Hữu Vĩnh, Tương Dực giết chết 15 vương công, cho gọi các cung nhân vào cung để gian dâm. Năm 1516, Hoàng đế cho đắp thành rộng cả ngàn trượng để chắn ngang sông Tô Lịch nhằm thể hiện uy quyền của một đế vương. Ông sai một người thợ là Vũ Như Tô xây điện 100 nóc, gọi là Cửu Trùng Đài. Quân nhân làm trong mấy năm trời không xong, hao tổn tiền của, chết hại nhiều người và bỏ bê việc nước, chỉ ngày ngày du ngoạn Tây Hồ. Tương Dực luôn nghĩ ra nhiều trò quái lạ, thói trụy lạc của Lê Tương Dực ngày càng sa đọa, đến đây có thể được gọi là hôn quân. Nguyên quận công là Trịnh Duy Sản, bấy giờ có công lao dẹp loạn Trần Tuân, đã đem lòng oán hận Lê Tương Dực đã từng phạt mình bằng roi trước đây. Trịnh Duy Sản nghe lời thái sư Lê Quảng Độ và kẻ hầu là Trình Chí Sâm, âm mưu giết Lê Tương Dực và lập người mới. Ngày 7 tháng 4 năm đó, Duy Sản xông vào cung giết chết Lê Tương Dực, lúc đó ông 22 tuổi, trị vì được 7 năm. Sau khi giết Tương Dực đế, Trịnh Duy Sản tính lập con trưởng của Mục Ý Vương là Lê Quang Trị, nhưng Vũ Tá Hầu Phùng Mại lại muốn lập con trưởng của Cẩm Giang Vương là Lê Y lên kế vị. Bấy giờ Phùng Dĩnh sai lực sĩ giết chết Phùng Mại, rồi lập Quang Trị lên. Nhưng chưa được 3 ngày thì em họ của Duy Sản là Trịnh Duy Đại đã đem Quang Trị về Tây Kinh. Bọn đại thần là Trịnh Duy Sản bấy giờ lại đón Lê Y lên ngôi, tức vua Lê Chiêu Tông. Tình hình triều đình rối ren nên Duy Sản đưa Lê Chiêu Tông tạm lánh khỏi Đông Kinh, di chuyển về Tây Kinh Thanh Hóa. Bấy giờ An Hòa Hầu Nguyễn Hoàng Dụ đang đóng quân ở Bồ Đề, nghe tin Trịnh Duy Sản làm việc thí nghịch, liền nổi giận đem quân vượt sông đốt phá phố xá ở Kinh Thành, sau đó rút lui. Trần Cảo Nhân lúc đạo quân Nguyễn Hoàng Dụ rút rồi, bèn dồn sức tấn công Kinh Thành, thái sư Lê Quảng Độ ra hàng, chiếm được Kinh Thành, Trần Cảo tự xưng làm Thiên Ứng Đế, ra cung điện bàn việc triều đình. Lúc này, Thiết Sơn Bá Trần Chân, con nuôi của Trịnh Duy Sản, tập hợp quân sĩ tấn công Trần Cảo, hai bên đánh nhau quyết liệt. Trần Chân do không có tiếp viện, bèn lui về cố thủ. Bấy giờ Chiêu Tông từ Tây Kinh, hiệu triệu quân ba phủ, sai các Trịnh Duy Sản, Nguyễn Hoàng Dụ, Nguyễn Văn Lự và Vĩnh Hưng Hầu Trịnh Tuy, đem quân thủy bộ cùng tiến thẳng đến Đông Kinh. Tháng 3 năm 1516, tại Đông Kinh xảy ra trận chiến ác liệt giữa các thế lực phò Chiêu Tông và Trần Cảo. Trần Cảo liên tục dùng súng và hỏa khí bắn ra để chặn quân triều đình. Quân triều đình ra sức chống lại hết sức dũng mãnh, khiến Trần Cảo phải cố gắng đóng cửa thành cố thủ. Đến khi thế trận nguy khốn, Trần Cảo mở cửa thành chạy qua sông Đún, chạy lên Lạng Nguyên. Bấy giờ, Trịnh Duy Đại đang giữ Quang Trị ở Tây Kinh, nghe đến Lê Chiêu Tông đã chiếm được Đông Kinh, bèn giết chết Quang Trị để chạy về Chiêu Tông. Cùng năm đó, nguyên quận công Trịnh Duy Sản do đánh tàn dư của Trần Cảo đã tử trận. Năm 1517, An Hòa Hầu Nguyễn Hoàng Dụ có hiềm khích với Vĩ Hưng Bá Trịnh Tuy. Cả hai đóng quân chống chọi với nhau. Nguyễn Hoàng Dụ đóng quân ở phường Đông Hà, Trịnh Tuy đóng quân ở ngoài thành Đại La. Kinh Thành trở thành chiến trường của hai bên. Bấy giờ, tướng Trần Chân có ân tình với họ Trịnh, thấy Nguyễn Hoàng Dụ đánh Trịnh Tuy, bèn đem quân định cứu viện. Đợi khi Nguyễn Hoàng Dụ khi đến chầu Chiêu Tông thì xông ra bắt. Khi ấy Hoàng Dụ đến cửa Đại Hưng, ngờ có quân của Trần Chân, bèn đi thuyền chạy ra Thanh Hóa. Trần Chân gửi thư cho trấn thủ Sơn Nam là Mạc Đăng Dung khuyên bắt Nguyễn Hoàng Dụ, nhưng Đăng Dung không nghe theo. Trần Chân sau khi đuổi được Hoàng Dụ, ông ta tiện tay chiếm giữ Kinh Thành. Năm 1518, bấy giờ, quyền thế Trần Chân rất lớn, Vũ Xuyên Hầu là Mạc Đăng Dung còn phải kết thông ra. Thọ Quốc Công Trịnh Hựu cùng với Thụy Quân Công Ngô Bính bàn với nhau rằng một người họ Trần, tức là Trần Chân, đầu thỏ đuôi hổ, tức là cuối năm dần đầu năm Mão, sợ rằng vào năm ấy sẽ có biến loạn. Họ khuyên Chiêu Tông nên sớm trừ đi. Vì thế, Trần Chân đã bị xử trảm bêu đầu. Nghe được tin tức này, đệ tử của Trần Chân là Nguyễn Kính và Hoàng Duy Nhạc họp binh với nhau ở chùa Yên Lãng, đánh sát vào Kinh Thành. Chiêu Tông nghe tin, đành trốn vào Gia Lâm. Bấy giờ, Trịnh Tuy đóng quân ở xứ Sơn Nam có hơn 1 vạn người. Nghe tin quan gia chạy ra ngoài, quân lính tan cả. Thế là quân Sơn Tây của Nguyễn Kính và Hoàng Duy Nhạc thả sức cướp phá, trong thành sạch không. Lê Chiêu Tông thấy vậy cho gọi Nguyễn Hoàng Dụ ra đánh bọn Nguyễn Kính, nhưng Nguyễn Hoàng Dụ lưỡng lự không đi. Để xoa dịu phe cánh của Nguyễn Kính, Chiêu Tông sai giết những người đã gièm pha Trần Chân trước đây. Nhưng Nguyễn Kính vẫn tụ tập cướp phá như trước. Mạc Đăng Dung vội khuyên bảo vua, rồi sau đó đem Chiêu Tông cùng em là Lê Xuân về Bảo Châu. Sau khi Chiêu Tông rời khỏi Đông Kinh, Trịnh Tuy cùng bọn giặc Sơn Tây lập con của Tĩnh Tu Công Lê Lộc lên ngôi là Lê Bảng, đổi thành Đại Đức Đế, nhưng chỉ được nửa năm. Lại phế Lê Bảng rồi lập Lê Do lên kế vị, đổi thành Thiên Hiến Đế,
cả hai đều là cháu bốn đời của cung vương Lê Khắc Xương. Tháng 1 năm 1519, Trịnh Tuy làm cầu phao để tiến quân qua giữa sông để khiêu chiến với Chiêu Tông. Chiêu Tông sai các tướng đánh phá, chặt đứt cầu phao, giết được thuộc tướng của Tuy là Mai Dương Bá. Trịnh Tuy cùng Lê Do rút về vùng Yên Lãng. Tháng 7 âm lịch năm này, Mạc Đăng Dung thống lĩnh các quân thủy bộ bao vây Lê Do ở Từ Liêm, rồi phá đê cho nước vỡ vào quân của Lê Do. Lê Do và Nguyễn Sư chạy đến Ninh Sơn, bị Mạc Đăng Dung bắt được giải về sau đó giết chết. Trịnh Tuy bỏ chạy về Thanh Hóa. Các tướng Sơn Tây là Nguyễn Kính, Nguyễn Áng, Hoàng Duy Nhạc đều xin hàng. Ngày 20 tháng 9 âm lịch, Chiêu Tông quay về Kinh Sư, rồi đại xá thiên hạ, thăng các quan lên một cấp, phong Mạc Đăng Dung làm Minh Quận Công. Đầu năm 1521, Mạc Đăng Dung lại được phong làm Nhân Quốc Công, lĩnh quản binh lực thủy bộ của 13 đạo, sau vì uy thế lớn nên được ra phong chức Thái Phó. Tháng 8 âm lịch năm 1521, Chiêu Tông sai Mạc Đăng Dung đem quân đến vùng Kinh Bắc đánh vào Trần Cung, con của Trần Cảo. Đăng Dung đánh tan quân Trần Cung, bắt được vợ con đem giết. Lúc này quyền thế của Mạc Đăng Dung rất lớn, kiểm soát toàn bộ triều đình. Tháng 7 năm 1522, Chiêu Tông chạy ra huyện Minh Nghĩa ở Sơn Tây, vùng đất nay thuộc tỉnh Hà Tây. Lúc đó, ông mưu ngầm với bọn Phạm Hiến, Phạm Thứ, sai người đem mật chiếu vào Tây Kinh bảo Trịnh Tuy đến nghênh viện. Hôm sau Mạc Đăng Dung nghe tin, cho người đuổi theo, nhưng Chiêu Tông quyết chống lại, rồi chạy vào thành Tây Kinh. Trong kinh thành, Mạc Đăng Dung cùng Thái sư Lê Phụ và các công hầu lập em của Chiêu Tông là Lê Xuân lên ngôi, tức Lê Cung Hoàng, tuyên bố phế truất Chiêu Tông. Lê Cung Hoàng lên ngôi khi mới 15 tuổi, đặt niên hiệu là Thống Nguyên. Trong nước lúc đấy tồn tại hai hoàng đế. Lúc này, Lê Cung Hoàng bị Mạc Đăng Dung rời đến Hồng Thị thuộc Hải Dương để tạm trú ẩn. Ngay khi nghe tin ấy, Chiêu Tông ngự giá về Đông Kinh, thiết lập lại triều đình. Bấy giờ, các sứ Tây, Nam, Bắc, Chiêu Tông đều lấy được cả, thanh thế rất lớn. Sau đó, Trịnh Tuy đem quân từ phủ Thanh Hóa vào Chầu. Do Chiêu Tông nghe lời nịnh bợ đã chém thuộc tướng của Trịnh Tuy, nên Trịnh Tuy sinh lòng hận thù. Ngày 18 tháng 10, Trịnh Tuy bắt Chiêu Tông về Tây Kinh Thanh Hóa. Ngày 18 tháng 12, Mạc Đăng Dung sau khi dẹp xong phản loạn Giang Văn Dụ đuổi khỏi kinh thành, đưa Cung Hoàng từ Hồng Thị về Kinh Sư. Năm 1523, sau khi Trịnh Tuy đem Chiêu Tông về Thanh Hóa, quân lực Chiêu Tông bị giảm đáng kể, Đăng Dung liên tiếp sai Sơn Đông Hầu Mạc Huyết và Dương Xuyên Hầu Vũ Như Quế đi đánh Trịnh Tuy ở Thanh Hóa, nhanh chóng phá tan quân của Trịnh Tuy. Trịnh Tuy liền rời Chiêu Tông lên Châu Lăng Chánh. Năm đó, Đăng Dung giáng Chiêu Tông làm Đà Dương Vương. Năm 1525, Lê Cung Hoàng phong Mạc Đăng Dung thành Bình Chương Quốc quân trọng sự, đem quân đánh Trịnh Tuy một lần nữa. Do binh lực yếu nên Trịnh Tuy thua trận bỏ chạy rồi qua đời. Đăng Dung bắt được Chiêu Tông ở Động An Nhân. Về đến Kinh Sư, Đăng Dung giam Chiêu Tông ở phường Đông Hà, các quần thần của ông đều bị truy lùng và giết chết. Bấy giờ, triều đình đều nằm trong tay của Mạc Đăng Dung. Tháng 12 năm 1526, Đăng Dung bí mật sai Bái Khê Phạm Kim Bảng giết chết Chiêu Tông ở nơi bị giam, sau đó đem xác về chôn ở Vĩnh Hưng Lăng. Năm 1527, Đăng Dung bắt Lê Cung Hoàng nhường ngôi cho mình, tức là Mạc Thái Tổ, lập nên nhà Mạc. Lê Cung Hoàng bị giáng xuống làm cung vương, rồi giam cùng với Hoàng Thái Hậu ở Tây Cung. Vài tháng sau, Mạc Đăng Dung ép mẹ con Lê Cung Hoàng phải tự tử, trị vì được 5 năm, hưởng dương 19 tuổi. Nhân dân trong thành đón Mạc Đăng Dung vào kinh, triều thần lúc đó phần nhiều đã là người của Mạc Đăng Dung. Nhà Lê Sơ tồn tại từ năm 1428 đến năm 1527, qua 10 đời vua thuộc 6 thế hệ, kéo dài được 100 năm. Nói chung, chỉ trong khoảng 20 năm, từ một võ quan hạng thấp rồi ông lên làm boss. Sử gia Lê Quý Đôn chép lại rằng, khi ông lên ngôi, lúc này thần dân phần nhiều hướng về Đăng Dung, nên ra đón về kinh đô, cho lập con trai là Mạc Đăng Doanh làm thái tử, đồng thời cũng phong tước cho các anh em trong hoàng tộc. Nhà Lê Sơ trải qua 10 đời vua, truyền được 100 năm đến đây đã kết thúc, nhưng công đức vua Lê Thái Tổ và vua Lê Thánh Tông làm cho nhiều người vẫn không quên được nhà Lê. Vì vậy, dù Mạc Đăng Dung có cướp được ngôi, nhưng cũng không được lâu bền. Khắp nơi nổi lên những đội quân danh nghĩa phủ Lê diệt Mạc, giành lại ngôi báu khôi phục lại triều nhà Lê. Nhà Mạc vì lo sợ đất nước sẽ lâm nguy trước sức mạnh của nhà Minh, nên ông đã cùng các bề tôi tự buộc dây ở cổ, đi chân không đến chức phục phủ của quân Minh, quỳ gối xin được nội thuộc và quy hàng. Sau đó chia cắt đất hai châu Quy Hóa và châu Thuận An. Lần thứ hai, dân thêm 6 động thuộc châu Vĩnh An quy về Khâm Châu để dâng cho nhà Minh, đúc hai tượng người bằng vàng và bạc,
cùng châu báu vật lạ dâng theo, vua Minh nhận ngay, không tiến đánh nữa, sắc phong tước An Nam Đô thống sứ Ti, giao giữ ấn bạc, từ đó Bắc Nam thông hiếu qua lại. Mùa đông năm 1529, Mạc Thái Tổ đã làm vua được 3 năm, tự thấy mình tuổi đã già, bèn chuyển ngôi lại cho con trưởng là Mạc Đăng Doanh, tức Mạc Thái Tông, ông lên làm Thái Thượng Hoàng, lui về Điện Trường Quang. Tuy vậy, ông vẫn quyết định những việc trọng đại trong triều đình. Từ khi Mạc Thái Tông lên ngôi, thời điểm đó chính là lúc diễn biến trong nước bắt đầu phức tạp. Vào năm 1530, cháu ngoại họ Lê, tên là Lê Ý, khởi binh ở Gia Châu để chống lại họ Mạc. Quân số vài vạn người, Lê Ý tuy thất bại, nhưng thổ tù các nơi vẫn không quy phục nhà Mạc. Trong đó có Nguyễn Kim, thân phụ Nguyễn Kim là Trừng Quốc Công Nguyễn Hoàng Dụ. Nguyễn Kim vốn là võ tướng cũ của nhà Lê. Sau nhiều lần chinh chiến chống lại nhà Mạc tại Thanh Hoa, nhưng nhiều lần thua trận, bèn rút sang nước Ai Lao nương nhờ. Tại đây, ông cố gắng tập hợp lực lượng tiếp tục chống lại nhà Mạc. Năm 1533, Nguyễn Kim tìm được một người tên là Lê Duy Ninh, con của vua Lê Chiêu Tông đưa lên ngôi. Trên đất Sầm Châu, Ai Lao, tức là vua Lê Trang Tông, ông còn được dân gian ưu ái đặt cho mỹ danh nghèo là Chúa Trộm. Tuy nhiên, các nhà sử học nghi ngờ Duy Ninh không phải là con của Chiêu Tông vì tuổi của Duy Ninh và Lê Chiêu Tông chênh nhau quá ít. Sau khi lên ngôi, vua tấn phong cho Nguyễn Kim làm thượng phụ thái sư Hưng Quốc Công. Lúc này, ông cố gắng tập trung củng cố lại lực lượng để chuẩn bị một lần nữa tiến quân. Ở cánh phía Bắc, vua Lê Trang Tông sai lần lượt là Trịnh Duy Liệu, sau đó đến Trịnh Viên, vượt biển sang nhà Minh, tố cáo tội trạng của Mạc Thái Tổ và xin nhà Minh đánh dẹp. Vua Minh nhận tờ tấu, giao xuống đình nghị, sau đó quyết định chuẩn bị quân lực, Mao Bá Ôn áp sát vùng biên giới, mượn cớ giúp nhà Lê để đánh nhà Mạc. Mạc Thái Tổ trong lòng rất lo sợ, ông một mặt tăng cường phòng bị, tập luyện quân đội. Mạc khác sai Nguyễn Văn Thái và tùy tùng sang trấn Nam Quan ở Quảng Tây. Vào năm 1539, để dâng biểu xin hàng, biện hộ rằng Lê Duy Ninh là con của Nguyễn Kim được dựng lên, không phải dòng dõi nhà hậu Lê. Nghe lời tâu, nhà Minh vì muốn để cho hai phe đánh nhau, nhằm ngư ông đắc lợi, nên án binh bất động không tiến quân nữa. Trên danh nghĩa nói là vị nghĩa, nhưng thực chất nhà Minh chỉ vì vị lợi mà thôi. Mùa xuân năm 1539, Lê Trang Tông phong cho đại tướng quân Dực Nghĩa Hầu là Trịnh Kiểm, tước Dực Quận Công, đem quân chia đường tiến binh, thanh thế lẫy lừng, đánh vào vùng Đôi Dương thuộc Thanh Hóa. Lực lượng nhà Mạc tại đây đã bị đánh bại, quân nhà Lê chiếm được Thanh Hóa. Trịnh Kiểm vốn theo thái sư Nguyễn Kim lập nhiều chiến công, Nguyễn Kim thấy có tài, bèn gả con gái cho ông. Ở phía tây bắc, vùng Hưng Hóa, anh em là Vũ Văn Mật và Vũ Văn Nguyên, còn gọi là Chúa Bầu, là thủ lĩnh trong vùng cắt cứ cũng không thần phục nhà Mạc. Nhà Mạc vài lần mang quân đi đánh, nhưng mãi không diệt được họ Vũ, về sau lại phải đối phó với nhiều biến động khác, nên phải để họ Vũ cát cứ. Họ Vũ cũng sai người liên lạc theo về nhà Lê. Tháng 1 năm 1540, Mạc Thái Tông qua đời, không rõ thọ bao nhiêu tuổi, thụy hiệu là Khâm Chiết Văn Hoàng Đế. Trong năm 1540, Thượng Hoàng Mạc Thái Tổ lập con trai trưởng của Thái Tông là Mạc Phúc Hải lên ngôi, tức Mạc Hiến Tông. Sau khi lên biên giới để cắt đất trở về, ngày 22 tháng 8 năm 1541, Thái Tổ Mạc Đăng Dung băng hà, trước khi qua đời, ông có để lại di chúc, không làm đàn chay cúng Phật, khuyên Mạc Phúc Hải phải nhanh chóng quay về kinh sư để trấn an nhân tâm, lấy xã tắc là trọng. Mùa xuân năm 1542, vua Lê đích thân làm tướng đánh vào Thanh Hoa, dùng quận Thụy Hà Thọ Tường làm ngự doanh để thống. Năm 1543, vua tiến quân ra thành Tây Đô, tướng Mạc là Dương Chấp Nhất, bèn đem con em và thuộc hạ ra đầu hàng, dâng thành Tây Đô cho vua Lê. Lúc này vùng Thanh Nghệ đã được nhà Lê kiểm soát. Bấy giờ, Thái sư Hưng Quốc Công Nguyễn Kim còn ở Ai Lao chưa theo đi. Vua Lê Trang Tông sai Trịnh Công Năng mang chiếu thư sang báo, ra thăng Nguyễn Kim là Thái Tể, đồng thời kêu gọi ông quay trở về. Tháng 5 năm 1545, vua Trang Tông lại đích thân kéo quân ra Yên Mô thuộc Ninh Bình. Lúc này, Dương Chấp Nhất phản lại Trang Tông, bỏ thuốc độc giết Nguyễn Kim, rồi trở về với vua Mạc là Mạc Phúc Hải. Dương Chấp Nhất vốn là hàng tướng nhà Mạc, xuất thân là hoạn quan, làm quan đến chức trưởng bộ. Nghe tin vua Lê Trang Tông nổi quân, liền dùng kế trá hàng để hại Trang Tông, nhưng việc không thành, nên hắn lập mưu hầu mời Thái Tể Nguyễn Kim đến dinh thự, bỏ ngầm thuốc độc trong quả dưa trên mâm cỗ. Nguyễn Kim do ăn dưa nên bị trúng độc, đến khi trở về, thấy trong người khó chịu rồi qua đời. Nghe tin đại tướng bị giết, Lê Trang Tông phải lui binh về Tây Kinh, dùng con là Nguyễn Uông làm lãng quận công.
Nguyễn Hoàng làm Hạ Khê hầu, cầm quân đánh họ Mạc. Về sau, do lo ngại các con của Nguyễn Kim có khả năng chia sẻ quyền lực, Trịnh Kiểm bị cho rằng đã ngầm ám hại Nguyễn Uôn. Thừa cơ hội, tháng 8 âm lịch năm này, vua Bắc Triều Mạc Phúc Hải sai thái tể Ninh Quốc Công là Mạc Phúc Tư dùng quân ngũ phủ và các trấn đánh úp bản doanh của Lê Trang Tông. Khi quân Mạc mang quân tới sông Phù Trần, Trang Tông đích thân ra đánh, giựt quận công Trịnh Kiểm làm đề thống ngự doanh, dẫn quân tiên phong phá tan quân Mạc. Quân Mạc bị chết hại vô số, Ninh Quốc Công phải trốn về phía Bắc. Lúc này, vua Trang Tông thăng Trịnh Kiểm lên chức đô tướng tiết chế, hàm thái sư, tước lượng quốc công, nắm giữ quyền binh để chống lại nhà Mạc. Năm 1546, Trịnh Kiểm rút binh về Thanh Hoa, lập hành điện cho vua Lê Trang Tông ở Sách Vạn Lại, rồi chiêu mộ anh hùng hào kiệt, huấn luyện quân sĩ và tích trữ lương thảo để tính kế đánh họ Mạc lâu dài. Ngày 8 tháng 5 năm 1546, Mạc Hiến Tông qua đời. Con là Mạc Phúc Nguyên còn nhỏ lên thay, tức vua Mạc Tuyên Tông. Ông là thiếu đế thời loạn lạc, chú ruột là Khiêm Vương Mạc Kính Điền làm phụ chính. Ở cánh nhà Lê, năm 1548, Lê Trang Tông băng hà. Trịnh Kiểm đưa con của Trang Tông là Lê Huyên lên nối nghiệp ở Thanh Hoa, tức vua Lê Trung Tông. Ông lên ngôi khi mới 13 tuổi. Mọi công việc do Thái sư Lượng Quốc Công Trịnh Kiểm ra giúp đỡ. Dưới thời Trung Tông Hoàng đế, vùng kiểm soát của nhà Lê tiếp tục được mở rộng, tiếng vang lan ra đến tận Thăng Long. Năm 1551, tướng nhà Mạc là Lê Bá Ly cùng với thông gia Nguyễn Thiến đã đem gia quyến và 14.000 quân chạy vào Thanh Hoa để theo nhà Lê. Năm 1554, Trịnh Kiểm điều quân đánh Thuận Hóa, quân Mạc một lần nữa bị đánh tan. Nhà Lê lấy lại được cả Thuận Hóa và Quảng Nam. Từ đó, lãnh thổ Đại Việt chính thức chia làm hai phần, từ Ninh Bình trở ra trong tay nhà Mạc, gọi là Bắc Triều, từ Thanh Hóa trở vào Nam, gọi là Nam Triều. Dưới sự trị vì của Trung Tông, một Nam Triều có đầy đủ quan văn và quan võ được thiết lập, nhiều sắc phong và lệnh chỉ đã được ban ra. Tuy nhiên, đến ngày 24 tháng 1 năm 1556, Lê Trung Tông băng hà tại hành cung Vạn Lại, hưởng dương 22 tuổi. Vì không có con nối dõi, dòng đích của Lê Thái Tổ không còn người kế vị, Thái sư là Lượng Quốc Công Trịnh Kiểm bèn chọn Lê Duy Bang lên ngôi, tức Lê Anh Tông. Thời kỳ trị vì của Anh Tông đều giao toàn bộ quyền hành cho Trịnh Kiểm xử lý. Năm 1558, Thái úy Đoan Quận Công Nguyễn Hoàng xin được về trấn thủ tại Quảng Nam, ông cũng giao cho Trịnh Kiểm quyết định. Có thể thấy, không cần đến đời Lê Thế Tông, các chúa Trịnh mới nắm thực quyền mà mầm móng từ khi Trung Hưng cơ nghiệp đã không còn là của nhà Lê nữa, mà là quyền thần của họ Nguyễn và họ Trịnh. Năm 1562, Mạc Tuyên Tông qua đời, con là Mạc Mậu Hợp mới 2 tuổi lên nối ngôi. Năm 1570, Trịnh Kiểm cũng qua đời, hai người con của ông là Trịnh Cối và Trịnh Tùng tranh giành quyền bính. Vua Lê về phía Trịnh Tùng phong làm trường quận công để chống lại Trịnh Cối. Trịnh Cối thất bại phải sang hàng nhà Mạc. Ban đầu vua Lê và Trịnh Tùng sống với nhau rất hòa thuận, binh sĩ cường tráng, võ nghệ thần sầu. Nhưng đến năm 1572, vì nghe theo lời gièm pha của bọn Cảnh Hấp và Đình Ngạn, thấy quyền hành Trịnh Tùng quá lớn, Lê Cập Đệ bàn mưu với vua Anh Tông tìm cách trừ khử Trịnh Tùng để lấy lại quyền bính cho nhà Lê. Tuy nhiên, nhiệm vụ này đã thất bại. Lê Anh Tông biết cơ mưu đã bại lộ, bèn rời bỏ hành cung cùng 4 hoàng tử chạy ra Nghệ An. Tháng 1 năm 1573, Trịnh Tùng đưa con trai thứ 5 của ông là Lê Duy Đảm lên ngôi vua, tức Lê Thế Tông. Thời gian sau, Lê Anh Tông cũng ép phải quay về, nhưng đến năm 1573, ông bị giết chết. Lê Thế Tông sau khi lên ngôi, đã phong cho Trịnh Tùng làm đô tướng tiết chế các doanh quân ở các xứ, kiêm giữ việc quân việc nước quan trọng. Phàm các sự vụ cơ mật của quốc gia đều do Trịnh Tùng xử lý trước rồi sau mới tâu. Tháng 6 năm 1574, giữa nhà Mạc Nguyễn Quyện và nhà Lê là Nguyễn Cảnh Hoan, xảy ra một cuộc giao tranh lớn, nhưng cánh nhà Lê do thất thế nên buộc phải rút lui. Bấy giờ tuy nhà vua trên danh nghĩa là chủ, nhưng thực tế thì Trịnh Tùng nắm hết mọi quyền trong ngoài, còn nhà vua chỉ có hư vị. Mặc dù Nguyễn Quyện và Hoàng Quận Công là Mạc Đăng Lượng đánh thắng quân Lê nhiều lần ở Nghệ An, nhưng vì địa thế cách trở xa Đông Kinh ở Bắc Bộ, lại không có quân tiếp ứng, nên cuối cùng quân chủ lực của nhà Mạc cũng phải rút đi. Quân Mạc sau đó lại yếu thế trước quân Trịnh, do nhờ sức mạnh của Nguyễn Hoàng, nhà Mạc mất hẳn phía Nam và chỉ còn kiểm soát Bắc Hà. Trong lúc đó, trụ cột nhà Mạc là Mạc Kính Điền đã qua đời, Mạc Mậu Hợp lại bỏ bê chính sự, thế lực Bắc Triều ngày càng suy yếu. Trịnh Tùng nhân thời cơ này đã đem quân tiến lên phía Bắc, hai bên nhiều lần giao tranh,
Nhưng quân của Trịnh Tùng chiếm ưu thế hơn hẳn, buộc Mạc Mậu Hợp hốt hoảng phải chạy sang Kim Thành thuộc Hải Dương. Mạc Mậu Hợp bèn lập con là Mạc Toàn làm vua, bản thân tự làm tướng, quản đốc binh mã chống giữ. Nhưng đến cuối cùng, cả hai vua Mạc đều bị giết. Nhà Mạc, kể từ Thái Tổ Mạc Đăng Dung lên ngôi năm 1527, đến đây thì tan rã sau 67 năm. Trịnh Tùng cho sửa sang cung điện trong kinh thành, cho người đến Tây Đô đón xa giá về kinh. Mùa hạ năm 1593, Nguyễn Hoàng vào chầu vua Lê dâng nộp sổ sách hai sứ Thuận Quảng, được phong làm Trung quân đô đốc phủ Tả đô đốc, Trương phủ sứ Thái úy Đoan Quốc Công. Cũng trong năm đó, tướng Mạc Ngọc Liễn lập con của Mạc Kính Điền là Đôn Hậu Vương Mạc Kính Cung lên làm vua, cải nguyên thành cản thống, dư đảng họ Mạc lục đục kéo về hưởng ứng, thế lực nhà Mạc lại mạnh lên, kiểm soát bờ Bắc sông Nhị. Ngày 24 tháng 4, Trịnh Tùng đích thân dẫn quân đi đánh dẹp, quân họ Mạc tan chạy, khu vực Hải Dương và Sơn Nam cũng dẹp yên dần. Tháng 10 năm 1599, Lê Thế Tông qua đời, Trịnh Tùng bàn với các quan rằng Thái tử không thông minh mẫn tiệp, bèn lập con thứ là Duy Tân lên nối ngôi, tức Lê Kính Tông. Thực chất như đã nói, triều đình nhà Lê chỉ còn là hư danh, tất cả đều do chúa Trịnh nắm hết mọi quyền hành. Từ đây, bắt đầu sự nghiệp 200 năm của các chúa Trịnh ở đàng ngoài. Từ năm 1600, tình hình chính trị trong nước lại chuyển biến theo một cục diện mới. Ở miền Bắc, Trịnh Tùng đã cơ bản dẹp được nhà Mạc, chỉ còn một số dư đảng ở miền Trung Du và miền núi Việt Bắc vẫn phải nhiều lần đi dẹp. Lúc đó, trấn thủ Thuận Hóa là Nguyễn Hoàng đã ở kinh thành hơn 8 năm, đánh dẹp bốn phương đều chiến thắng, nên bị Trịnh Tùng ghen ghét không muốn cho về trấn thủ. Mùa hạ năm 1600, Nguyễn Hoàng kích động bọn Phan Ngạn, Bùi Văn Khuê và Ngô Đình Nga nổi lên chống lại nhà Lê. Theo về họ Mạc, Nguyễn Hoàng xin được cầm quân đi đánh dẹp rồi bí mật đốt hết doanh trại trốn về Thuận Hóa. Do lòng người trong kinh kỳ đang dao động nên Lê Kính Tông phải theo Trịnh Tùng chạy về Thanh Hoa. Họ Mạc nhân đó lại nổi lên, giành lấy thành Thăng Long. Tháng 8 âm lịch, Trịnh Tùng đưa quân phản công, chiếm lại Đông Kinh, bắt giết quốc mẫu họ Mạc, đuổi Mạc Kính Cung về Cao Bằng. Những năm tiếp theo, Trịnh Tùng nhiều lần đưa quân đánh lên Cao Bằng và Thái Nguyên, đánh bại quân Mạc nhiều trận, nhưng vẫn chưa thể tiêu diệt tận gốc. Mùa hạ năm 1619, Lê Kính Tông vì thấy Trịnh Tùng quá chuyên quyền nên không chịu được, biết con thứ của Trịnh Tùng là Trịnh Xuân, muốn tranh ngôi với Trịnh Tráng, nên nhà vua âm mưu với Trịnh Xuân để giết chúa Trịnh. Nhưng sự vụ không may đã bị chúa Trịnh phát hiện, nên cả hai đều bị bức tử. Chúa Trịnh cho lập hoàng trưởng tử là Lê Duy Kỳ tế điện cần tránh lên ngôi, tức Lê Thần Tông. Tháng 7 năm 1623, Trịnh Tùng qua đời, Trịnh Tráng lên thay thế. Nói chung, thời gian khi Lê Thần Tông làm vua chính là lúc cuộc chiến giữa họ Trịnh và họ Nguyễn ở phía Nam bùng nổ dữ dội. Cả hai họ đều nhân danh Phù Lê để chống lại nhau. Sau khi Nguyễn Phúc Nguyên chính thức ly khai không thần phục họ Trịnh, cát cứ vùng Thuận Hóa và Quảng Nam, họ Trịnh có đến 3 lần tấn công vào họ Nguyễn. Tuy nhiên cả 3 lần đều không thành công. Lúc này ở phía Nam, sãi vương là Nguyễn Phúc Nguyên qua đời, thế tử là Nhân Lộc Hầu Nguyễn Phúc Lan lên kế nghiệp, tức Thượng Vương. Tháng 10 năm 1643, vua Lê nhường ngôi cho con là Lê Duy Hiệu, tức Lê Chân Tông. Sau khi ở ngôi được 25 năm, ông lên làm Thái Thượng Hoàng. Tháng 8 năm 1649, Lê Chân Tông mất sớm, Thượng Hoàng Lê Thần Tông được Trịnh Tráng đưa trở lại ngôi vua. Cuộc chiến tranh với họ Nguyễn ở phía Nam vẫn tiếp diễn. Tháng 9 năm 1662, Lê Thần Tông do nhiễm bệnh nên qua đời, hưởng dương 56 tuổi. Lê Duy Vũ, con của Hoàng Thái Hậu Phạm Thị Ngọc Hậu lên ngôi vua, quyền hành vẫn do Tây Vương Trịnh Tạc nắm giữ. Ông là một vị vua yểu mệnh. Sau khi ở ngôi được 9 năm, ông mất vào tháng 10 năm 1671, hưởng dương 17 tuổi. Do không có con trai nối dõi, Trịnh Tạc bèn xuống chiếu cho Tiết Chế Phủ và các quan văn võ lập Duy Cối lên ngôi hoàng đế, hiệu là Lê Ra Tông, khi ông mới 11 tuổi. Lê Gia Tông có diện mạo khôi ngô, thân hình vạm vỡ, được đánh giá là người có tính khoan hòa, là một vị vua độ lượng. Vì phải lo đối phó và tiêu diệt nhà Mạc ở phương Bắc, nên đến năm 1672, chúa Trịnh mới lại tiến đánh sứ Đàng Trong. Một lần nữa, sai Trịnh Căn lĩnh thủy binh, Lê Thì Hiến lĩnh bộ binh tấn công vài phía Nam. Bên cánh nhà Nguyễn năm 1666, Nguyễn Hữu Tiến qua đời. Chúa Nguyễn Phúc Tần cử con thứ tư là Tôn Thất Hiệp làm chủ tướng, cùng Hữu Giật và Nguyễn Mỹ Đức ra chống cự, tự chúa Nguyễn ra tiếp ứng. Quân Trịnh hăng hái đánh vào Lý Trấn Ninh mấy lần suýt hạ được, nhưng nhờ Nguyễn Hữu Giật cố sức chống đỡ, quân Trịnh đánh mãi không thắng phải rút về Bắc bố chính. Trịnh Căn lại bị ốm nặng nên Trịnh Tạc rút đại quân về kinh, cử Lê Thì Hiến và Lê Sĩ Triệt ở lại trấn thủ, hai bên tạm dừng việc chinh chiến.
Cuộc chiến cứ thế xảy ra xuyên suốt trong 46 năm ròng rã, từ năm 1627 đến năm 1672, hai bên Trịnh Nguyễn đánh nhau lớn đến 7 lần và một số lần đánh nhau quy mô nhỏ hơn. Chiến trường chủ yếu ở hai bên bờ sông Danh, vùng Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình ngày nay. Tháng 6 năm 1675, Lê Gia Tông qua đời. Do không có con nối dõi, Trịnh Tạc lập em út của ông là Lê Duy Hiệp lên nối ngôi, tức Lê Hy Tông. Chúa Trịnh Tạc và người kế nghiệp tiếp theo, sau này là Trịnh Căn, tập trung xây dựng Bắc Hà, dùng nhiều tướng văn và võ có năng lực, nên tình hình đảng ngoại khá ổn định, đời sống xã hội được chấn hưng sau nhiều năm chiến tranh. Thời kỳ Lê Hy Tông làm vua, được đánh giá là thịnh trị nhất thời Lê Trung Hưng, sử gia gọi là chính hòa chi trị. Nói chung, họ Trịnh khi đó không thể tiến vào chiếm Thuận Hóa, nên tập trung diệt tàn dư nhà Mạc ở Cao Bằng năm 1677. Đồng thời, xóa và dứt điểm luôn họ Vũ ở Tuyên Quang năm 1699, củng cố vững chắc địa bàn Bắc Bộ. Họ Nguyễn cũng không thể ra Thăng Long, nên dồn sức diệt Chiêm Thành, rồi lấn sang Chân Lạp để mở mang bờ cõi vốn nhỏ hẹp về phía Nam. Từ chúa Trịnh Căn đến Trịnh Cương, Trịnh Giang và Trịnh Sâm, từ các đời của vua Lê Hy Tông, Lê Dụ Tông đến Thuần Tông, Lê Ý Tông đến Lê Hiển Tông, cả hai bên đều có những chúa cai trị giỏi, nên ổn định được lãnh thổ suốt hơn 100 năm. 100 năm sau khi đình chiến, có một biến cố lớn ở Đàng Trong, làm xáo trộn cả Nam Hà lẫn Bắc Hà. Đó là ba anh em Tây Sơn là Nguyễn Huệ, Nguyễn Nhạc và Nguyễn Lữ, còn gọi là Tây Sơn Tam Kiệt, nổi dậy khởi nghĩa nhân lúc chính quyền họ Nguyễn lục đục, rơi vào tay quyền thần Trương Phúc Loan. Khi thủ lĩnh Tây Sơn là Nguyễn Nhạc đã làm chủ được Nam Trung Bộ, thì họ Trịnh nhận thấy thời cơ tiêu diệt họ Nguyễn đã đến. Đầu tiên, dùng danh nghĩa đánh Tây Sơn giúp chúa Nguyễn, tháng 9 năm 1774. Chùa Tĩnh Đô Vương Trịnh Sâm cử lão tướng Việp quận công Hoàng Ngũ Phúc, thường gọi là quận Việp, làm Bình Nam Thượng tướng quân, Bùi Thế Đạt làm phó tướng, mang 36.000 quân Nam tiến. Khi quân Trịnh tiến tới địa giới Bắc Bố Chính, tướng Nguyễn là Trần Giai chạy sang đầu hàng, làm hướng đạo cho quân Trịnh. Hoàng Ngũ Phúc vượt qua sông Danh, chúa Nguyễn biết ý họ Trịnh muốn đánh chiếm nên điều quân ra kháng cự. Được sứ giả họ Nguyễn là Kim Long gợi ý, Hoàng Ngũ Phúc sai Hoàng Đình Thể tiến đánh vào lũy trận Ninh. Các tướng Nguyễn làm nội ứng mở cửa ra đầu hàng, quân Trịnh chiếm được Quảng Bình. Tháng 11 năm 1774, Trịnh Sâm đã tự mình cầm thủy quân vào Nghệ An làm thanh viện cho quận Việp. Quận Việp đánh vào Lưu Đồn, thống suất bên Nguyễn là Tống Hữu Trường bỏ chạy. Quận Việp tiến đến Hồ Xá, thuộc Quảng Trị, dùng chiêu bài khác, lấy cớ trừng phạt Trương Phúc Loan chuyên quyền để Nam tiến tiếp. Quân Nguyễn do yếu thế không chống nổi, định vương Nguyễn Phúc Thuần phải trói Trương Phúc Loan nộp cho quân Trịnh, giết Loan rồi. Hoàng Ngũ Phúc lại dùng lý do giúp Nguyễn đánh Tây Sơn để tiến vào Phú Xuân hội binh. Chúa Nguyễn sai các tướng trá hàng để quấy rối Quảng Bình và Bố Chính phía sau lưng của quân Trịnh. Nhưng các cánh quân đó đã bị quân Trịnh nhanh chóng phá tan. Đầu năm 1775, quân Trịnh tiến vào Phú Xuân. Chúa Nguyễn không chống nổi phải bỏ chạy vào Quảng Nam. Quân Trịnh chiếm toàn bộ Thuận Hóa. Nguyễn Nhạc nhân lúc chúa Nguyễn bỏ chạy vào Quảng Nam, bèn mang quân hai đường thủy bộ ra đánh. Chúa Nguyễn Phúc Thuần vội bỏ Quảng Nam theo đường biển chạy trốn vào Gia Định, để lại Nguyễn Phúc Dương trấn thủ. Tháng 2 năm 1775, Trịnh Sâm từ Hà Trung trở về kinh, hạ lệnh cho quận Việt đánh Quảng Nam, quân Tây Sơn cũng tiến quân ra, lùng bắt được Nguyễn Phúc Dương. Vào tháng 4, quân Trịnh vượt đèo Hải Vân và đụng độ với quân Tây Sơn. Hoàng Ngũ Phúc đang trên đà thắng lợi, sai Hoàng Đình Thể và Hoàng Phùng Cơ đánh bại quân Tây Sơn ở Cẩm Sa. Nguyễn Nhạc phải rút quân về Quy Nhơn. Tình thế của Nguyễn Nhạc rất nguy ngập, bèn sai người đến chỗ Hoàng Ngũ Phúc xin được đầu hàng, hứa sẽ làm tiên phong cho chúa Trịnh để đánh chúa Nguyễn. Quân Trịnh do đi xa bấy giờ đã mệt mỏi, quân sĩ nhớ nhà. Hoàng Ngũ Phúc cũng muốn mượn sức của Tây Sơn để diệt họ Nguyễn, nên nhân danh chúa Trịnh cho Nguyễn Nhạc hàng, sai Nguyễn Hữu Trình đem sắc, ấn và cờ đến, phong Nguyễn Nhạc làm Tây Sơn trưởng hiệu Tráng Tiết tướng quân. Tuy thế, quận Việt Nguyễn Hoàng Phúc lão luyện vẫn không cho lui quân, đóng sát địa giới ở Quảng Ngãi, định chờ nếu Tây Sơn bại trận sẽ tiến vào chiếm Quảng Ngãi và Quy Nhơn. Nhân lúc Tây Sơn mang quân vào đánh Phú Yên, quận Việt liền lấn tới đóng quân ở Chu Ổ thuộc Quảng Ngãi. Ít lâu sau, quân Trịnh bị bệnh dịch chết khá nhiều. Quận Việt tuổi già sức yếu, bèn rời bỏ Quảng Nam lui về Phú Xuân, sau đó giao lại thành này cho Bùi Thế Đạt, còn mình dẫn đại quân về phía Bắc. Về sau quân Tây Sơn cũng mở rộng chiếm được vùng này. Tháng 10 năm đó, quận Việt bị bệnh chết trên đường về. Lần đầu tiên sau 150 năm Nam Trinh, họ Trịnh tiến tới Quảng Nam, mở cương thổ cho vua Lê thời Trung Hưng, gần được như thời Lê Thánh Tông của Lê Sơ trước đây. Cũng lần đầu tiên, họ Nguyễn mất toàn bộ đất căn bản của Thuận Quảng, bị dồn vào Nam Bộ. Cuộc Nam tiến lần thứ 8 năm 1774 đến 1775 của quân Trịnh cũng là trận chiến Trịnh Nguyễn cuối cùng.
Từ đây, hai bên bị địa bàn của Tây Sơn ngăn cách và không còn tái chiến. Sau 8 cuộc chiến vẫn không bên nào diệt được bên nào. Nói một chút về chúa Nguyễn Phúc Thuần, sau khi chạy trốn vào Gia Định, không lâu sau đó, Nguyễn Huệ đem quân vào tiến đánh, chúa Nguyễn nhanh chóng thua trận rồi bị Nguyễn Huệ xử tử, rồi truy sát gắt gao các con em trong hoàng tộc. Tuy nhiên, một hoàng tôn tên là Nguyễn Phúc Ánh may mắn thoát chết. Lúc này là giai đoạn khó khăn của Nguyễn Phúc Ánh, nhiều lần thua trận, nhiều lần cầu viện rồi lại thua chạy, có lần còn chạy ra đảo, lưu vong ở Xiêm La. Nhưng cuối cùng Nguyễn Phúc Ánh, hay còn gọi là vua Gia Long, đã lập nên vương triều nhà Nguyễn, thống nhất toàn vẹn Bắc Nam. Nhưng đó là một câu chuyện khác. Quay trở lại cuộc chiến tranh Trịnh Nguyễn, lúc đó chính quyền chúa Trịnh bắt đầu suy yếu. Năm 1782, Trịnh Sâm qua đời, con nhỏ là Trịnh Cán lên thay, tức Điện Đô Vương, khi đó mới 6 tuổi. Cuối năm đó, lính kiêu binh cùng nổi dậy phế truất Trịnh Cán, lại lập Trịnh Tông làm chúa. Tuy nhiên, vì lính kiêu binh hai xứ Thanh Nghệ, do có công phò Trịnh Vương, nên rất đắc chí, lộng hành ngang ngược không kiêng kỵ gì cả, khiến triều cương hỗn loạn, thế nước suy yếu. Tháng 7 năm 1786, dù chưa được lệnh của Nguyễn Nhạc, nhưng tướng Tây Sơn là Nguyễn Huệ, với chiêu bài phù lê diệt Trịnh, đã kéo quân ra Thăng Long đánh đổ Trịnh Tông. Trịnh Tông chạy lên phía Bắc rồi bị dân chúng bắt được, nhưng trên đường áp giải Trịnh Tông đã tự tử chết. Nguyễn Huệ đem các tướng vào yết kiến vua Lê Hiển Tông, dâng sổ quân sĩ và dân đinh để tỏ rõ cái nghĩa tôn phù nhất thống, nghĩa là từ đó về sau, nhà Lê có quyền tự chủ. Vua Lê phong cho Nguyễn Huệ làm nguyên soái uy quốc công, gả con gái là Ngọc Hân công chúa. Tháng 7 năm 1786, vua Hiển Tông qua đời, thọ 70 tuổi, hoàng tôn là Duy Kỳ lên nối ngôi, đặt niên hiệu là Chiêu Thống. Các lực lượng hoàng thân họ Trịnh đã dựng lại người trong tông tộc là Trịnh Bồng lên làm chúa, Lê Chiêu Thống lên ngôi trong bối cảnh chúa Trịnh vừa bị diệt, muốn lấy lại quyền hành về tay mình, nhưng liên tiếp bị các tướng áp chế để lập lại họ Trịnh. Sau khi Trịnh Bồng lên làm chúa, ông đem quân vây chặt cung vua, định phế bỏ Lê Chiêu Thống. Chiêu Thống bèn viết thư triệu gấp Nguyễn Hữu Trình, là tướng Bắc Hà đã hàng Tây Sơn, từ Nghệ An kéo gần 10,000 quân ra đánh, nhanh chóng tiêu diệt được Trịnh Bồng. Trịnh Bồng tháo chạy khỏi kinh thành. Nhưng sau khi đánh bại họ Trịnh, Nguyễn Hữu Trình ra cầm quyền ở Thăng Long, mưu thay chúa Trịnh chống Tây Sơn, tuy lòng chung nhưng ý nghĩ lại khác. Lúc đó Tây Sơn không còn ở Bắc Hà, nhưng vẫn giữ đất Nghệ An, mà cương thổ cũ của đàng ngoài là tới sông Danh thuộc Bắc Bố Chính. Vua Chiêu Thống tuy không thích việc Nguyễn Hữu Trình chuyên quyền, nhưng lại đồng thuận với ông ta trên hai điểm. Không muốn sự quay trở lại của nhà họ Trịnh, không muốn chịu ảnh hưởng của Tây Sơn và không bằng lòng việc mất Nghệ An cho Tây Sơn. Do đó, Lê Chiêu Thống cử Trần Công Sán vào Phú Xuân, đòi Nguyễn Huệ trả lại vùng Nghệ An, nhưng Nguyễn Huệ không bằng lòng trả lại, sai người tìm cách đục thuyền, giết toàn bộ phái đoàn ở cửa Đơn Nhai khi họ ra về. Thấy Bắc Hà có nguy cơ sẽ đối đầu với mình, ông điều thêm quân ra cho Vũ Văn Nhậm ở Quảng Bình để chuẩn bị đánh ra Bắc. Trong khi đó tình hình Bắc Hà vẫn rối ren, Nguyễn Hữu Trình vẫn phải lo đánh dẹp các lực lượng thân tộc của nhà họ Trịnh. Tháng 4 năm 1787, nghe Nguyễn Hữu Trình ngày một chuyên quyền, Nguyễn Huệ sai người triệu vị tướng này về Nam, nhưng lấy cớ là Bắc Hà chưa yên, ông không chịu tuân mệnh. Tức giận, Nguyễn Huệ sai Vũ Văn Nhậm cầm quân ra Bắc để hỏi tội Cống Trình. Tháng 11 năm 1787, Nguyễn Huệ sai Ngô Văn Sở hợp sức với Vũ Văn Nhậm mang quân ra Bắc. Ngày 25 tháng 11 năm 1787, trận giao tranh đầu tiên diễn ra tại khu vực sông Thanh Quyết. Nguyễn Hữu Trình mang quân ra đánh, nhưng bị thua to, đành bỏ chạy vào Thăng Long. Tháng 12 năm 1787, Vũ Văn Nhậm tiến vào Thăng Long. Lê Chiêu Thống cùng Cống Trình chạy sang Bắc Giang, đóng ở Mộc Sơn. Vì bị truy đuổi gắt gao, Nguyễn Hữu Trình thúc ngựa chạy một mình, nhưng sau đó bị quân Tây Sơn đuổi kịp, ông chính thức bị bắt đem về Thăng Long, rồi sai người xé xác phanh thay, đầu ông được treo trên cọc tre. Lúc này Vũ Văn Nhậm tiếp tục tiến quân đi đánh tan các lực lượng phò Lê, rồi sai người đi mời vua Lê về kinh. Vua Lê không thuận, vẫn hô hào quân các trấn Bắc Hà cần vương chống lại Tây Sơn. Chiêu Thống lần quất chạy trốn quân của Vũ Văn Nhậm ở nhiều nơi, Thăng Long không thể không có vua. Vũ Văn Nhậm bèn lập chú Chiêu Thống là Sùng Nhượng Công Lê Duy Cận làm giám quốc. Bây giờ trong cung chỉ có vài hoàng thân và võ tướng, mọi việc do Vũ Văn Nhậm quyết định. Thấy Vũ Văn Nhậm lại chuyên quyền, lại có ý chống lại Nguyễn Huệ ở Thăng Long, nên Ngô Văn Sở viết thư về báo cho Nguyễn Huệ. Tháng 4 năm 1788, Nguyễn Huệ cùng ba tướng của mình ra Bắc lần thứ hai. Ông tiến đến Vũ Văn Nhậm chỗ hỏi tội, tự ý đúc ấn chương riêng, chuyên quyền lộng hành, tự ý bàn chuyện phế lập. Nói rồi, ông dùng ô long đao giết chết Vũ Văn Nhậm, rồi truyền gọi các quan văn võ nhà Lê cho vào yết kiến, đặt quan lục bộ và các quan trấn thủ, để Lê Duy Cận làm giám quốc, cho Ngô Văn Sở cầm quân giữ Thăng Long.
tháng 5 năm 1788 trở về Phú Xuân để chuẩn bị Nam tiến đánh Nguyễn Ánh theo thỉnh cầu của vua Anh Nguyễn Nhạc. Nguyên vua Lê Chiêu Thống đã mấy lần muốn khôi phục nhưng không được, phải nương náu ở đất Lạng Giang. Do bị truy sát gắt gao nên ông cho người sang cầu cứu nhà Thanh để phát binh đánh Tây Sơn. Bấy giờ, quan tổng đốc Lưỡng Quảng là Tôn Sĩ Nghị dâng biểu tâu với vua Càn Long xin được đánh An Nam. Tháng 7 năm 1788, vua Càn Long cũng muốn nhân cơ hội này để đánh chiếm Đại Việt, bèn sai Tôn Sĩ Nghị điều động quân 4 tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam và Quý Châu kéo sang Đại Việt. Khi quân Thanh tiến sang, quân của Tây Sơn không chủ trương đón đánh mà bỏ Thăng Long lui về trấn giữ Tam Điệp. Tháng 10 năm 1788, quân Thanh do Tôn Sĩ Nghị chỉ huy đã đưa Chiêu Thống về Thăng Long. Nhà Thanh phong cho Chiêu Thống làm An Nam quốc vương. Kể từ đây, Chiêu Thống tin tưởng hoàn toàn vào nhà Thanh. Dù được trở lại ngôi vua, nhưng Chiêu Thống thực sự chỉ là bù nhìn của quân Thanh. Tháng Giêng năm Kỷ Dậu 1789, Quang Trung kéo quân ra Bắc Hà. Chỉ một trận duy nhất quát sạch 29 vạn quân Thanh. Vua Chiêu Thống chạy theo bại quân nhà Thanh chạy sang Trung Hoa. Vua Lê Chiêu Thống tiếp tục xin nhà Thanh cho quân cứu viện. Nhà Thanh do phần nào sợ Quang Trung, phần vua Thanh đã già và ngán ngầm việc chinh chiến, chỉ hứa hão với Chiêu Thống mà không cung cấp quân sự. Lê Chiêu Thống thất vọng và chán nản, lâm bệnh rồi qua đời vào ngày 16 tháng 10 năm 1793 tại Yên Kinh. Nhà hậu Lê chính thức mất vào năm 1789. Trước sau tồn tại 356 năm, có 6 năm bị gián đoạn bởi nhà Mạc, là triều đại quân chủ dài nhất trong lịch sử Việt Nam.